Hello, chào mừng cả nhà cùng tất cả các bạn đến với video tiếp theo của kênh Thanh Gió Bảy Lòng. Hôm nay mình đi thăm bảy chòm các bạn. Mình có đặt 16 cái bảy chòm này 3 đêm rồi các bạn ơi. 16 cái lồng này, lồng lớn khổng lồ của mình đó các bạn. Thì đầu video cũng cho mình gửi lời hẹn chúc cả nhà cùng tất cả các bạn được thật nhiều sức khỏe, xem video mình giải trí chơi vui. Mình xin mời các bạn. Thì trước giờ mình vô thăm cái bảy đầu tiên ấy, mình cũng quay đồ nghề cho các bạn xem cái mình đi ha. Thì hôm nay mình đi mình mang theo là bốn cái túi lưới các bạn, với chuối, cái ghe bào tài để hồi nữa mình bắt chuột, mình có mang theo mấy con chuột đó các bạn, với lúa để cho chuột ăn. Thì mình có đặt đó là 6 cái 8 cái lồng có chuột nha các bạn, còn 8 cái lồng quýnh chuối không. Ngày đầu tiến hành mình vô thăm cái bẫy đầu tiên, cái mình quay tiếp ha. Mình giờ phải lội bộ vô trong đó các bạn. Mình đặt ở trong cái giường chằm này nè các bạn. Mình xin mời các bạn cùng mình đi 27 nha. Vô tới nơi mình quay tiếp nha các bạn. Rồi mình đến với cái bẫy đầu tiên luôn đó các bạn. Ở đây nó hơi rộng nha các bạn. Nó hơi khó đi các bạn ơi. Đầu tiên cái quốc rồi các bạn, không sập. Để mình 8 cái bẫy mình đánh có 8 cái bẫy kiểu gì nè các bạn. Ở đây mình có 2 con chuột nữa một cái hộp đựng 2 con chuột, bên dưới là cũng có chuối này nha các bạn. Cái loại này 8 cái bẫy mình đặt 2 thứ màu. Rồi để mình coi cho lúa cho chuột ăn rồi thay chuối rồi mình đi thăm tiếp nha các bạn. Tiếp tục ở đây mình có con cái nữa các bạn. Rồi chết quất luôn các bạn ơi. Cái thứ hai hụt luôn. Đây. Rồi. Chuột còn nha các bạn. Chuối rồi cũng còn. Để mình coi mình chỉnh sửa lại rồi cái mình đi ăn cái khác nha các bạn. Rồi mình lại tới xe nè các bạn. Thì mình có mang theo mấy con chuột quay cho các bạn xem mà ăn nữa, để sợ chuột không chết hết các bạn. Thì mình mới rút 2 cái bẫy này đi nè các bạn, vì có người mình không có để được nha các bạn. Có xích thì xích nhưng mà vẫn sợ mất nha các bạn, tại bẫy này mận khó các bạn. Hàng chuột còn sống và đem hàng chuột còn sống, chuối cũng vẫn còn nè các bạn. Thì mình đánh 8 cái kiểu này nha các bạn, còn mình đánh 8 cái kiểu không có cái hộp này nha các bạn. Rồi giờ mình xin mời các bạn đi thăm tiếp ha. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn. Hôm nay ông trời không muốn chuyển mưa luôn rồi các bạn ơi, muốn mưa nữa rồi. Nãy mình cũng quên nói với các bạn nữa là cái lồng lớn này mình thăm cử này nữa là cử thứ 3 nha các bạn. Thăm 2 kỳ rồi dính chuột, có mấy con chuột thì mình bỏ qua, mình không có đăng nha các bạn. Khi nào nó có hàng khủng mình đăng nha. Chứ chuột không có gì đâu xem nữa các bạn. Chập rồi nè các bạn. Khủng đi. Trời ơi đừng nói chuột nữa nha. Cái này chắc chuột rồi các bạn ơi. Đúng rồi. Trời trời. Mà cũng hên luôn. Hơn luôn. Cái bẫy này mình không có gạt cái cây phá này vô nè các bạn nha. Cái này nếu dính con chuột lớn thì mình tức dữ lắm nè các bạn. Mình quên không có gạt cái này. Cái phá nha. Ồ, con chuột này vẫn khủng nha các bạn. Thì cái lần này ở sau mình vẫn có 2 con chuột nha các bạn.
thì mình đánh 8 cái lồng này với 8 cái lồng lớn không 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 có mồi chuột nha các bạn. Cái này loại này mình đánh 2 thứ mồi nè. Rồi, mình đem ra, em nó ra ngoài mình xử lý rồi đi tiếp nha các bạn. Tiếp tục mình ở đây có con cái nữa các bạn ơi. Khó đi các bạn ơi, nó có đụng nó lắc các bạn thông cảm nha. Đi mình xách theo cái vỏ heo luôn để nó có sập nó dính lên mình xử lý nó luôn các bạn. Cái hai chuối rồi các bạn ơi, có chuối rồi nó có còn không. Trời ơi còn nguyên luôn các bạn ơi. Chết rồi, chết rồi. Cái gì mà sập còn nguyên luôn nè các bạn. Chuối đâu còn nguyên nữa các bạn. Rồi để mình coi mình xử lý nó cái này đi tiếp nha các bạn. Tiếp tục ở trong đây mình có một cái nữa các bạn ơi. Rồi chết quốc luôn rồi các bạn ơi. Không sập. Tiếp tục lại là không sập. Rồi. Chuối xả nó ăn còn. Đây, mình coi mình đổi chuối ra đi tiếp nha các bạn. Cho lúa vô cho chuột ăn cái này. Đi ăn cái khác các bạn. Chuột còn nguyên mà. Tiếp tục ở đây mình có một cái các bạn ơi. Giờ mình quá mệt rồi các bạn. Nó không có dính ghê. Mình không có sức nha các bạn. Làm bệnh con cái mình khỏe liền lại liền rồi các bạn. Thì mình đặt ở trong cái bụi cây này. Rồi vô kìa các bạn. Kìa. Vô. Mình đem chuối hay mình tính. Mình thay mồi nha. Nhưng mà vô rồi kìa các bạn. Con chồng đầu tiên của ngày hôm nay nè các bạn. Thôi rồi mình đâu. Cái này mình đặt chồng lớn nha chứ không phải mình đặt chồng bạc má nha các bạn. Mà này dính con bạc má nè. Vô rồi. Thôi con đi vô lâu rồi các bạn ơi. Này vô chắc 2 ngày rồi. Con đã đau đớn nè các bạn. Mình đâu có đánh mình em. Con này không lớn các bạn. Vô rồi. Đây tấm hình các bạn. Đưa cái máy vô gần nữa các bạn. Quá đẹp các bạn ơi. Đây mình ra mình đi ra làm chắc đồ gió đồ vô lấy đồ nghề vô phá mở phá ra rồi bắt nó ra nha các bạn. Quá tuyệt vời các bạn ơi. Con đầu tiên. Cử thứ 3 mới dính được con này các bạn. Hôm hở mình đến cái lòng nhỏ chuồng heo mình thì cũng dính con nha. Dính được con mừng quá, phe nó lâu chút nha các bạn. Bị đuối á.
rồi mình đem em nó lại đây chống mình bắt nó ra các bạn ơi. Chìm cái máy cho đứng lên ngay mình lên bắt nó ra nha các bạn. Quá tuyệt vời các bạn ơi. Đi tiếp nghe các bạn, con này mình nói nó chừng khoảng 9 lạng nè các bạn, không đến ký đâu, cần ký đủ lợi rồi nghe các bạn, quá tuyệt vời các bạn ơi. Mình buộc miệng ơi, đi tiếp nha các bạn. Tiếp tục ở trong đây mình có con cái nữa nha các bạn. Trời ơi, sập rồi, dính con chuột rồi các bạn ơi. Trời ơi, nó tức tục ở trong đây mình có một cái nữa các bạn, mình vô gần tới mình quay cho nó đỡ mất thời gian các bạn ơi. Rồi tôi bước rồi, mình thấy như các bạn cẩn thận. Tiếp tục mình đến với cái bẫy tiếp theo các bạn ơi. Trời ơi, chết quốc nữa rồi các bạn luôn.
thật nữa. Còn nguyên luôn. Mình coi mình chỉnh sửa cái đi hâm cái khác các bạn. Cái bảng này sơn màu đen cho nên nó hơi khó thấy nha các bạn đó. Rồi, mình chỉnh sửa rồi đi cái khác các bạn ơi. Tiếp tục ở đây mình có một cái nữa các bạn ơi. Rồi sập rồi các bạn. Trời ơi, vô rồi. Khủng rồi các bạn ơi. Nó rồi, đúng rồi. Anh. Ủa, nghe các bạn thấy không? Vô rồi, khủng rồi nghe các bạn. Quá tuyệt vời các bạn ơi. Hàng khủng. Nó chưa thấy mình đâu nghe các bạn. Tại mình ngồi né qua bên, mình đưa cái máy vô trước đó. Dữ rồi các bạn ơi, quá tuyệt vời rồi. Ôi ôi, mới vừa làm đằng kia một con. Giữ con này, giữ nha các bạn. Con này giữ nha, để mình thở chút nha các bạn, mình mệt quá. Trời ơi, khủng rồi các bạn ơi, nặng dữ lắm. Được không? Được không ấy? Được không? Mình giữ gì trời. Sừng lòng kìa các bạn. Đây chỉ cứ đồ làm bánh khác ở trường nha các bạn. Còn này chắc mới vô các bạn. Mới vô. Mới vô gì vậy? Vô rồi. Mình mang theo bốn chai chuối vô, mình tính thay chuối làm cho một con nữa. Tuyệt vời rồi các bạn. Bây giờ mình phải lấy đồ vô bắt nó nha các bạn. Con này dữ lắm các bạn ơi. Con này 2 kg mấy rồi các bạn ơi. Không có cái ra được luôn. Vì mình cũng phá xích lại các bạn. Cầm đây chứ thôi, nó cắn mình nó nghe các bạn. Con này dữ, này dữ. Chạy mỏ rồi các bạn. Ủi chạy mỏ rồi. Xích nè. Phá rồi nè. Chút xíu nữa nó cắn mình rồi các bạn. Quá đẹp các bạn ơi, tuyệt vời. Vậy mình chạy ra mình lụm cái đồ nghề vô bắt nha các bạn. Mở xích đồ ra đang đem chống bắt các bạn ơi. Tuyệt vời rồi các bạn ơi. Hàng khủng nữa rồi các bạn ơi. Vô rồi. Rồi mình đem em nó được lên đây chống rồi nè các bạn. Ở đây mình không có dám đi ra ngoài xa quá, sợ bể nha các bạn. Mình đem lại đây mình đặt luôn. Cảm giác dữ lắm đã các bạn ơi. Quá phê. Quá tê. Mình ngồi mé nào cho hứng đi trời. Được cái gì mình thử. Cuối video mình suy nghĩ cái đem về nuôi hay là mình đưa đi luôn nha các bạn. Có anh em hỏi giá mình nha, với hỏi
mua bán mua đồ ha, hỏi giá đồ ha, là mình không có báo luôn nha các bạn. Ở trên cái kênh của mình là mình không có báo giá, không có gì nha các bạn. Anh em nào mà thích thì vô cái comment bình luận bên dưới mình có để số điện thoại ha, rồi mình sẽ trả lời cho anh em biết ha. Chứ còn mình không có, mình không có trả lời trên cái kênh của mình nha các bạn. Ôi, con này dữ lắm các bạn ơi. Nhà mình giờ nhiều lắm rồi, chắc mình quyết định mình đưa đi luôn nha các bạn. Mình không đem về nha các bạn, không đem về bị gì trồng rừng. Mình muốn đem về nhà là mình phải nuôi, là phải làm cho nó kỹ lưỡng nha các bạn, chứ không cho nó nhập vào cái chỗ nhà mình nuôi được nha các bạn. Có cái cây các bạn, ôi, cái túi này nhỏ quá rồi các bạn ơi. Trời sóng nó cắn mình, con mấy nó chạy mất tiêu luôn các bạn. Cái này khó rồi các bạn ơi, càng khó rồi. Túi này nhỏ quá rồi, hồi nãy mình lấy cái túi lớn mình đựng cái con tiếp tục ở đây mình có một cái nữa rồi, mình qua bên kia một cái nữa hết rồi các bạn ơi. Cái này một cái nữa hết rồi, sập rồi. Con gì đây, trời ơi, con hữu hành các bạn. Ủa, mình đâu có đánh mồi chuột trong cái bẫy mình đâu mà dính con hữu hành. Trời ơi, chuối còn nguyên luôn các bạn nè. Anh vô thì gà, anh vô anh ăn con chuột, sập xuống dính con chuột vô anh ăn con chuột. Như lẽ là dính con chuột vô ăn hay gì nè các bạn. Trời ơi, quá trời con hành rồi các bạn ơi. Đi gặp mấy nhắn không có mà đi đánh bẫy chuột. Trời ơi, mừng. Trời ơi, ngày nay nó phê. Bật lên bắt cả luôn. Trời ơi, đây các bạn, coi nè. Con này 4 lạng nửa ký gì hết nha các bạn, 4 lạng. Xem nửa ký. Ngộ quá tuyệt vời các bạn ơi. Rồi, mình qua hâm một cái nữa hết rồi nha các bạn. Ôi, quá bất ngờ các bạn. Quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Rồi mình đến với cái bẫy cuối cùng luôn các bạn. Xong rồi cái mình ra mình tổng kết cho các bạn xem ha. Mình đi bộ vô đây quá xa nha các bạn. Cái này em đặt ngay trong đây nè, sắp luôn rồi nè các bạn. Con gì đấy, cặp với cái bờ tường gào rồi các bạn. Trời ơi, con gắn nữa các bạn. Trời, bỏ tay luôn. Trời ơi, con anh này còn hổ dậy các bạn. Con
nó bị kẹt cái đuôi á, cái bẫy mình sập xuống kẹt cái đuôi nghe các bạn, nó không ra được nè, chứ không thôi là không mấy là nó ra mất tiêu nữa các bạn. Trời ơi, hết hồn thiệt chứ, đi vô đâu vô cái bẫy của đuôi vậy ông. Thôi mình đem nó ra ngoài mình xử lý ra rồi mình đi, mình đi ghê nó chui ra ha. Rồi mình ra kiếm chỗ nào vắng vắng mình tổng kết cái thành quả ngày hôm nay cho các bạn xem, cái mình về các bạn ơi, hôm nay vô mánh rồi các bạn ơi. Rồi cả nhà và các bạn ơi, mình thăm hết bãi rồi, lại chỗ này nó mát nè, nó chấm thôi. Mình tổng kết cái thành quả mình thăm bảy trồn ngày hôm nay cho các bạn xem cái mình về ha. Thì nãy có dính được mấy con chuột, mình bỏ trung tâm cái chuột mồi mình luôn á các bạn. Mình sẵn sẵn cân rồi, với mình mở túi lưới đồ ra mình kiểm tra nó lại hết rồi các bạn ơi. Chứ nãy là mình trồng lại hai lớp nha cho chắc ăn á. Rồi hai con rắn nè các bạn, hai con rắn dính sau nè các bạn. Hai con này chừng ký mốt rồi các bạn. Con hành thì nhất chắc cỡ 5 lạng non non các bạn, với con kia cỡ 6 lạng thì cỡ 1 ký 1 ký mốt đó các bạn. Đây, còn em trồng heo. Bạc má cây hôi cũng nói nghe các bạn. Ở giờ nó đuối quá các bạn. Trời ơi, mình tưởng đâu nó ngủ, ủa nó mệt, mình tưởng đâu nó đi luôn rồi chứ. Còn chưa sao nghe các bạn. Rồi để mình cân thử cái coi nó nhiêu cái này. Rồi mình cho nó uống nước uống nôi rồi các bạn ơi. Rồi cây cân mình đang 4 con số 0 nghe các bạn. Nó xỉu rồi các bạn ơi. Rồi 1 ký, 1 ký là con này nó còn có 900g mà nha các bạn. Rồi 900g các bạn ơi. Rồi mình tiến hành mình cân con hàng khủng cái coi nó nhiêu nghe các bạn. Đây mình kiểm tra, mình cũng mở ra mình kiểm tra luôn rồi các bạn ơi. Hôm nay là quá tuyệt vời các bạn ơi, có em này mình khỏe rồi. Thì hôm nay mình quyết định là mình sẽ cho mấy em nó đi hết nghe các bạn. Hôm nay mình không có mang về nhà các bạn ơi, hôm nay mình cũng thất bát quá, hôm nay mình kiếm lúa về xài các bạn ơi. Thì có anh em nào mà vô comment bình luận hỏi giá hỏi này kia đồ là mình không có báo giá nghe các bạn. Mình có cái số điện thoại ở trên cái trời ơi, 3 ký 5 năm các bạn, 3 ký 5 năm là con này từ ra cái túi lưới 100 gram là con này nó còn lại là 2 ký 9 50 nha các bạn, 2 ký 9 50 nha các bạn. Ôi ơi, quá tuyệt vời các bạn ơi. Quá hạnh phúc rồi. Ôi ơi, hôm nay lúa về rồi các bạn ơi. Thì chương trình mình thăm bảy chồn thì đến đây là cũng xin kết thúc ha. Cuối video cũng cho mình gửi lời ha, kính chúc cả nhà cùng tất cả các bạn được thật nhiều sức khỏe ha. Xem video mình thấy vui cho mình xin một like và một cái đăng ký ủng hộ giúp cho kênh mình nó mau phát triển. Mình chân thành cảm ơn cả nhà và các bạn đã đồng hành ủng hộ cho kênh Thanh Võ. Xin chào, xin hẹn cả nhà và các bạn video sau.